Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Diệt Khải Gaming. Và Diệt Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ thôi. Ở video này thì Khải sẽ hướng dẫn anh em cách đổi tên nhân vật cũng như là cách tẩy tỷ Athen sông đao như thế nào nha anh em ơi. Và cách tăng điểm như thế nào cho nó hợp lý nha. Cho với cái tầm cấp 8 bit như thế này thì như thế nào hợp lý thì Khải thấy nó cũng khá bình thường anh em, nó không có gì khó cả. Nhiều anh em thì nghĩ tăng vấn đề này nọ, nhiều khi anh em cũng nghĩ không đúng. Nhưng mà ở video này Khải sẽ hướng dẫn anh em cách tăng được có một cái lượng đam và chí mạng tốt cho thí hiện nha anh em. Đây, chung là đầu tiên là Khải sẽ đổi tên ạ. Đây, trước khi đổi tên thì Khải sẽ đổi tên nhân vật, rồi xác nhận, rồi Khải sẽ tìm hiểu thử tên nhân vật này đã đẹp chưa nha anh em. Đẹp chưa nha. Tên nhân vật gì? Đấy, gaming. Thử nha, nó coi cái chữ nó quá dài không ta, sợ nó quá dài thôi. Mà Khải gaming, ngồi thử dài không, nó quá dài không, dài thì để ngắn lại bớt. Tên nhân vật này vui quá, không thể dùng, chứ là tên quá dài, em chắc là quá dài, không xài được. Họ đổi tên cứ như cũ thôi, điểm thêm một ký tự nè, thêm một ký tự vào thì nó chắc rồi. Bình thường thôi, đó. Gaming Thí Yên đó, vậy thôi được chưa? Đó, được không? Tên nhân vật này có thể sử dụng, ok đó, đổi tên nhân vật đó, xác nhận. Nói chung ký tự thì anh em có thể copy từ những server khác nha. Rồi đổi tên thôi, Khải vẫn đỡ như vậy anh em. Lên đảo được đổi tên free một lần nha anh em, lên đảo được đổi tên free một lần nha. Nói chung là một lần một hay là nhiều lần cũng được, cứ miễn trên đảo đổi được. Giờ ví dụ Khải đổi được tên này, Khải kích nó đó, Khải được đổi tên thành công nha. Đó, rồi giờ muốn đổi tên tiếp thì nhắm vào đổi tên tiếp. Nói chung đổi tẹt ga anh em, khi nào xuống đảo thì không được đổi nữa thôi, cứ lên đảo được đổi hết, ok hết rồi. Ok thì ở cái video này thì thường thường Thế Yên thì dao động khoảng tầm 800 mana nha anh em. Video này Khải tiếp tục chỉ anh em hướng tăng Thế Yên ở tầm cấp 8 bit như thế này. Thì như Khải tăng thì Khải có thêm vào nội công khoảng 45 điểm nội công anh em. 45 điểm nội công thì được cho mình khoảng 45 lực tây, với lại được khoảng hơn 100 mấy mana á. 45 điểm mà hơn 100 mấy mana á, tầm 100 mana á, với lại còn lại Khải full sinh khí thôi. Đồ Khải ép hết vào rồi anh em. Đây, set đồ thì cũng bình thường, không phải VIP lắm. Cho anh em xem set đồ này, cái đón này Khải mua 300 xu. Gia chiên này Khải mua 150 xu. Cái áo này Khải mua 20 vạn. Bao tay này Khải mua 300 xu. Đai lưng này Khải mua 300 xu. Nhẫn này Khải mua 500 xu. Nhẫn này thì nhẫn kim phong thôi. Ngọc bội này thì được gia tẩu cho. Đó, mua gia tẩu 2 vạn, 3 vạn thôi. Rồi giày này Khải mua 1 kim. Nói chung là mang cái ngọc bội này, này thì được kích cái móc làm chậm 30 từ nhẫn với cái đai lưng này nè. Rồi là được cái móc làm chậm 80, thêm bao tay nữa nè. Đó, Khải được đang làm chậm là 90. Hiện tại muốn mang hiệu ứng chóng 40 nữa anh em, Khải đang muốn chỉ cần hiệu ứng chóng 40 nữa đẹp là từ cái nhẫn chóng 40 dòng 1 hoặc là giày chóng 40 dòng 1 là xong, Khải chỉ cần vậy thôi. Còn lại là sau này Khải sẽ mang cái nón kháng lô 30 sinh lực lực này, rồi bao tay kháng lô 30 sinh lực lực nha. Ý là nói sau này nha, ý là nói sau này nha. Sau này là sẽ là nón kháng lô 30 này, kháng lô 30 sinh lực lực nha, bao tay kháng lô 30 sinh lực lực đó. Rồi gia truyền thì kháng cả thổ, áo thì thổ áo nào cũng được, rồi không quan trọng, cứ phục hồi 40 là ok. Sinh lực lực cao cao là ok. Rồi Khải sẽ mang nhẫn làm chậm 40 dòng 1 hoặc dòng 2, dòng 1 dòng 2 cũng được, tại vì nó kích được hết. Rồi đai lưng làm chậm 40 sinh lực lực dòng 1 dòng 2 kích được hết, là lúc đó là Khải sẽ lấy được móc hiệu ứng là làm chậm 80 từ hai món này nha anh em. Nói chung hoặc là hai món khác cũng được, tùy anh em, tại vì con Thứ Yên thì mang đồ cũng khá đơn giản thôi, hoặc là có thể mang bao tay làm chậm 40 và ngọc bội làm chậm 40 đó. Rồi ngọc bội sau này Khải sắm 30 đó, giày Khải thì sắm chóng 40. Giày thì Khải nghĩ là Khải sẽ sắm đôi giày tóc và chóng 40 dòng 1 đó. Còn lại là có 4 món khăn lôi là nón này, sau này nha, nón 40 này, nón khăn lôi 30 này, bao tay khăn lôi 30 này, nhẫn sẽ là khăn lôi trên 25 và ngọc bội cũng vậy, khăn lôi trên 25. Thì Khải sẽ có 4 món khăn lôi nha anh em, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, nó kèm theo gia truyền khác tất cả. Là set đồ Khải sẽ đi theo cái set đồ sẽ theo cái hướng đam nha anh em. Đó, hướng đam nhưng mà vẫn đặt hiệu ứng là làm chậm 80 và chóng Khải chỉ lấy 40 thôi. Thì sau này Khải sẽ lấy chóng 40 ở cái dòng cái giày này dòng 1 sinh lực lực được rồi. Đó, dạ thôi. Cách mang đồ là như vậy thôi anh em. Còn anh em có thể mang hiệu ứng chóng 80 cũng được, đó tùy anh em. Còn như Khải thì Khải theo hướng đam, hướng về chuyên đam nên là Khải chỉ lấy chóng 40 là ok, không cần lấy nhiều. Tùy một người nha anh em, cái đó là Khải nói là anh em, tùy một người nha. Rồi ok, đỡ tiếp tục vào cái giai đoạn tăng thì Khải sẽ tăng chống phá đầu tiên. Thứ Yên tăng chống phá đầu tiên.
định không tăng, có hai hướng là không tăng nhóm phái và một hướng là tăng chống phái. Theo khả đa test thì không tăng nhóm phái thì công nhận đam mình nó to anh em. Không tăng chống phái thì đam hướng tầng 1, tầng 2 của mình rất ok. Nhưng mà cái lượng phòng thủ của mình, dạ, cái lượng mình chạy chạy đam nó không được chuẩn anh em. Chúng đam giờ chết nên là Khải nên anh em yêu cầu, Khải nên ưu tiên anh em vào cái hướng tăng chống phái nhiều vào để tăng độ tấn công chí mạng, để kết thúc đối phương, với lại thêm bày thêm thời gian trì hoãn, với lại thời gian một hồi cao để có thể né đòn cao và có thể di chuyển tốt nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục Khải sẽ tăng skin Phong Nguyễn Tần Quyết là 1x, Tần Tiết 1x. Nó sẽ hỗ trợ 500% của skin 9x nha anh em. Ở server này, phiên bản này thì thí sinh trưởng được boost đam. Là anh em thấy không? Kỹ năng băng tâm điện tử tăng 500%, anh em thấy chưa? Là chỉ skin này là tăng 500% của cái tầng 1. Đó, tăng lên đam rất là nhiều. Còn nhiều anh em sẽ tăng cái skin thí sinh song đao, nhưng mà hiện tại bây giờ Khải lưu ý với anh em mà không tăng chiêu này anh em. Tăng chiêu này nó chỉ tăng băng sắc nội công thôi, không tăng nhiều nha. Không tăng nội công, nó không tăng nhiều anh em, nó chỉ tăng băng sắc nội công, nó tăng lên khoảng 200 đam thôi, không có nhiều. Tăng hết 20 điểm thì tăng 200 đam thôi, là không ăn thua nha anh em. Rồi, cái skin tiếp theo khả tăng nó là thiết ẩm. Đó lấy cái tốc độ số 15 và tốc chạy 55. Ở tốc chạy 55 này với kèm đôi giày khải anh em. Giày khải này chưa kích được, ví dụ như khoảng 25 thì nó sẽ lên được một tốc nè. Nhưng mà đôi giày này trước mắt thì khả mang được lá kháng lôi với nội lực thôi, chứ còn sau này khải sẽ sắm lại đồ chứ không có như vậy. Sau này như khải đã nói, nón kháng lôi 30 và tay kháng lôi 30, nhẫn kháng lôi trên 25 và ngọc bội kháng lôi trên 25 sẽ lực lực, và cái giày sẽ là chóng 40 dòng 1. Đó, còn hai món này là làm chậm 40. Còn hai món này sẽ là thổ. Còn này sẽ là sát thương mà thôi. Rồi còn lại 19 điểm thì khải sẽ đưa về. Đó, đang là thằng lên cấp, khải sẽ tăng tiếp thôi. Lần trước mắt về đó, đáng lý là cái này là lên 20 luôn, nó mới đẹp nè. Tầm này đỡ khải hủy lại đây. Còn cái này là tầng 2, phù vân tán tuyết, thì cái này là tăng cho tầng 2 400 đam tầng 2, 400% tầng 2, nhưng mà tầm này thì không đủ điểm nè, nên là không tăng được. Rồi khải tăng lại nha. Nói chung là có hai hướng như khải nói, thì một hướng tăng chuyên về chống phái, thì anh em sẽ tăng chống phái thì cái lượng đam tầng 2 sẽ không có, tại vì tầm này cấp này điểm đâu có nè. Còn anh em đánh hướng về đam tầng 2 thì anh em sẽ không có đủ điểm tăng về cái tầng chống phái, không được tăng về chống phái. Có hai hướng mà thôi. Đó là hướng, cái lúc này là hướng thứ nhất nha. Hôm này là hướng thứ hai. Hướng thứ hai là cái này là full đam tầng 2 nha anh em. Đó, tăng theo kiểu này là full đam tầng 2. Có hai hướng như vậy thôi, được hai chỉ cho anh em. Nhưng mà theo khả thì nên theo hướng đầu tiên. Thì nên theo hướng đầu tiên nó sẽ tốt hơn nha anh em, sẽ có được chiến mạng và cái thời gian trì hoãn thì nó sẽ trâu hơn cho anh Thủy Yên. Đó, đây là hướng thứ hai. Hướng thứ hai anh em thấy không, lực tay 5k, lực tay 5k8, thấy chưa? Đây là hướng thứ hai, lực tay 5k8. Nhưng mà trong phái thì nó rất ít, trong phái thì nó có nhiều đai thì chiến mạng nó rất là thấp, thì cái độ chiến mạng thấp thì bù lại thì tầng 2, đam tầng 2 mình nó cao. Đó, hai hướng này thôi. Thì theo anh em nha, mọi người một hướng nha. Đó, ví dụ như giờ mắt này là mắt đam rồi, này là mắt đam rồi, sau này có ưu điểm thì mới tăng về cái thiên sông đao sâu. Trước mắt thì giờ nếu mà anh em đi hướng thứ hai thì giờ lên cấp anh em sẽ tăng vào trong phái, lần vào tầng phái. Đó, đây là hướng thứ hai, là mắt đam tầng 1 là 500% này, thấy chưa? Còn cái này là mắt đam tầng 2 tăng cho 400% tầng 2 này, là phong tiếp băng thiên là tầng 2 anh em ơi. Phong tiếp băng thiên là tầng 2 đó, là nó phụ trợ tầng 2 400%. Còn cái này là phụ trợ tầng 1 500%. Đây là mắt đam nha anh em, đây là mắt đam tầng 1 và 2 luôn. Nhưng mà độ chiến mạng nó lại không có, như lại độ thời gian di hỏa mà lại thời gian phục hồi nó không có, thì anh em đam to thì bù lại anh em lại mất đi cái lượng phòng thủ vậy thôi, hai hướng mà thôi. Còn Khải thì Khải thích theo hướng phòng thủ nha em. Đó, bây giờ Khải sẽ đẩy vào hướng phòng thủ. Đây, bây giờ Khải sẽ đẩy là hướng phòng thủ. Đúng rồi, thua đó, thua đúng rồi, thua 300, nhưng mà nó được cái đam tầng 2 nè, nó full đam tầng 2. Còn cái này là đam tầng 1, này là đam tầng 1. Đang tầng 1 được chiến mạng, với lại được cái phòng thủ tốt. Đấy. Đó, nó có hai hướng mà thôi. Còn Khải thì Khải theo hướng 1. Theo hướng chống phá thì Khải nghĩ vừa đam vừa phòng thủ nó sẽ tốt hơn. Đó. Đó. Đó, ok chưa? Đây là đam theo hướng 1 nha anh em. Đó. Nói chung là Khải theo hướng này, còn em thích theo hướng nào thì theo nha. Chứ Khải không có nói gì nhiều, nói chung là Khải theo hướng này. Anh em có đam có thích thì có thể theo hướng giống Khải. Nếu lực tay này Khải mắc kêu thì lực tay Khải khoảng tầm Khải dự đoán không nhầm thì lực tay Khải khoảng tầm 8k anh em, khoảng tầm 8k. Nếu mà mắc trong phái thì lực tay phải trên 8k. Rồi ok, tại tỷ xong rồi anh em, tại tỷ đổi tên xong rồi. Anh em xem video này hướng dẫn này thì đừng quên đỡ lại một like chia sẻ nha. Rồi chuẩn bị vô gì đánh tống kim thôi anh em. 9:10 rồi, vào đánh tống kim chơi tí rồi. Ok anh em. Ừ đúng rồi, cái này thì nó hơn lực tay một chút, nó hơn lực tay vì mình tăng chống phái nhiều, nó hơn lực tay một chút, nhưng mà đam tầng 2 không có anh em.
đang tầng 2 nó không được hỗ trợ tầng 2, không được hỗ trợ tầng 2 nhiều. Rồi